Dân tịnh đạo lại thờ quan hùng master đi còn là con ghẻ. Được phan tặng món quà nhỏ cũng mừng huýnh. Nâng niu không cho ai chạm vào. Đây cấp cho, cấp. Đây đã thành con cưng. Quà chắc phải mang xe đến chở. Có tính tuổi rồi vẫn giữ tính nết cũ. Là idol nhưng toàn hành động phô tri. Sơ hở là thả thính fan. Bảo sao ngày càng được yêu quý. Sao anh đẹp trai vậy? Đừng khen anh nữa vợ ơi. Gần đây, người hâm mộ của Quang Hùng bất ngờ đào lại những clip của nam ca sĩ thời mới vào nghề. Khi ấy, Quang Hùng Master đi chưa phải là cái tên được nhiều người biết tới, fan của anh ở Việt Nam cũng khá thỏi. Do đó, nam ca sĩ luôn trân trọng từng khoảnh khắc được xuất hiện trên sân khấu. Những lần đi diễn được fan tặng quà, Quang Hùng Master đi cũng vô cùng trân trọng. Thậm chí, dù chỉ là món quà nhỏ anh cũng giữ khư khư, không cho phép ai chạm vào. Nhìn lại những khoảnh khắc này, người hâm mộ của Quang Hùng Master đi không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Bởi trước nay, nam ca sĩ luôn được gắn mác là con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở Thái Lan và Campuchia, nhưng ở quê nhà, cái tên Quang Hùng Master đi lại được rất ít người biết đến. Bằng chứng là ở mỗi sự kiện, nam ca sĩ luôn nhận được sự ủng hộ cực lớn từ phía fan Thái thay vì fan Việt. Khi anh xuất hiện tại sân bay, cũng có rất nhiều người hâm mộ xứ chùa vàng vây quanh. Do đó, các ca khúc của anh đều có thêm phiên bản tiếng Thái. Quang Hùng Master đi thường xuyên sang nước bạn biểu diễn, gặp gỡ người hâm mộ. Còn ở thị trường nội địa, sự nghiệp của Quang Hùng Master đi khi ấy chưa có nhiều đột phá. Dù đã sở hữu hết riêng cho mình nhưng nhiều khán giả tại Việt Nam vẫn còn cảm thấy khá xa lạ khi nhắc đến tên anh. Ngoài ra, nam ca sĩ được biết đến nhiều hơn thông qua các game show giải trí thay vì show âm nhạc. Hình tượng hài nhạc ngoan xinh yêu trong các chương trình thực tế khiến người hâm mộ yêu thích. Quang Hùng Master đi thuộc nhóm mầm non giải trí, sở hữu khiếu hài hước duyên dáng. Lý giải cho việc Quang Hùng Master đi không nhận được sự ủng hộ quá nhiều từ người hâm mộ nước nhà, nhiều ý kiến cho rằng do chính của âm nhạc của anh chàng không hợp với thị hiếu số đông. Ngay từ bản hit đang giúp tên tuổi của Quang Hùng Master đi lên cũng mang màu sắc nhạc Thái và khiến người nghe cảm nhận rằng họ đang nghe một ca khúc tiếng Thái hơn là do một nam ca sĩ người Việt thể hiện. Thời gian qua, khi tham gia show âm nhạc quy tụ 30 anh trai, nam nghệ sĩ đã dần chứng minh được sức hút với khán giả trong nước. Qua mỗi tập phát sóng, khán giả trầm trồ trước thần thái ngôi sao, phong cách tự tin của anh khi trình diễn. Những phân đoạn melody gây nghiện, kết hợp tiếng Thái được nhận xét mang đậm chất riêng của Quang Hùng Master đi gây sốc mạng xã hội. Cũng từ đây, từ một nghệ sĩ bị gắn mác con ghẻ quốc dân, Quang Hùng Master đi trở thành ngôi sao được người hâm mộ Việt Nam săn đón. Hiện tại, mỗi khi nam ca sĩ đi diễn, đều có rất đông fan vây quanh để tặng quà, xin chữ ký. Có người đùa rằng với độ nổi tiếng hiện tại, quà của Quang Hùng Master đi phải thuê xe đến trở về. Dù đã có tên tuổi, nhưng giọng ca dễ đến dễ đi vẫn giữ nguyên sự chân chất, thật thà. Khi tham gia các game show giải trí hoặc tụ tập với đồng nghiệp, anh đều không màng hình tượng mà vui chơi hết mình. Thậm chí, Quang Hùng Master đi còn có nhiều khoảnh khắc vô tri khiến người hâm mộ cười như ngã. Dù hiện tại hay trước đây, Quang Hùng Master đi cũng luôn trân trọng fan của mình. Khi trò chuyện với khán giả, anh đều không bao giờ giữ khoảng cách. Trên các livestream, thỉnh thoảng nam ca sĩ còn thả thính fan. Chính sự chân thật, hòa đồng này đã giúp Quang Hùng Master đi ngày càng có thêm nhiều người yêu mến.